Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của chị Trang á cô chú, chia sẻ cùng với cô chú mình một lô mai cúc cọ hương ghép được hai mùa, hàng bonsai dán lông luôn hết cô chú anh chị, chi tết 2024 luôn nha. Và em xin phép được vô tiếp luôn ạ. Lô mai hôm nay thì hàng đa số là hàng bonsai nha quý cô chú anh chị. Bonsai cây lùng liền luôn ha. Dán lông lắc lượng luôn nha cô chú anh chị, nút nụ quá trời luôn nha. Chúc quý cô chú anh chị mình xem biết vui và chọn được những cây ưng ý để mình chuẩn bị Tết 2024 hoành tráng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xin chào bà chủ ơi. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay quay trở lại vườn mai Thùy Trang bên em thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây cúc thọ hương để chơi Tết ạ, hàng ghép được hai mùa cô chú anh chị. Rất mong được sự yêu mến của cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị yêu thích xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0939 134 538 ạ. Bây giờ em xin phép được vào clip luôn ạ. Dạ đầu clip hôm nay là mã số 30C35 cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương. C35 là cô dê luôn. C35 con dê luôn. Cái tạng kính mịt luôn cô chú anh chị. Cái này tạng lớn nha cô chú. Dán lắc lượng ha. Hàng này ghép được 2 mùa. Ba cô chú mình chơi Tết nha. Lúc nào ngon lành hết chứ ha. Ngon lành luôn. Thân lắc cho cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân em đó đây là được 17 ha. Tán ngang là được 91. Chiều cao cây được 78 ạ. Cúc thọ hương mã số C35 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 950.000, em bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 950 thôi á cô chú anh chị, cái tàn như cái mặt bạn luôn nha. Cây em quấn bầu bỏ chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, nút ruột kim là ok nha cô chú. Dạ. Dạ C36 cũng là một cây cúc thọ hương ạ. Rồi tàn là phổi bạn luôn, kính mịt tròn vo luôn cô chú anh chị. Cây này có thất thân nha cô chú anh chị. Có đế luôn cô chú anh chị nha, cây này bỏ đế nè. Cái này mình về mơ mơ cái đế lên, còn cái chân rễ dưới này nè cô chú anh chị. Cái đế mình về muốn chơi thêm mà mình về khai thác thêm em nha. Tàn ấm tàn trồng ghép cũng khá lớn nha cô chú anh chị. Nụ nút kim thì ok hết rồi ha. Rồi em xin số 3 nè. Hoành thân em đó vị trí này, hoành thân ở đây được 16 ha. Cái hoành trọng cái đế này, đế nở này được 51. Tán ngang 86. Chiều cao cây 1m05. Siêu bông, bán siêu bông biết quen siêu bông. Cúc thọ hương mã số C36 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ạ. 1 triệu trắng luôn, cái tàn chà bá luôn cô chú anh chị. Nút nụ ok. Cái tàn rất là dày tàn mà tròn chậu luôn cô chú anh chị. C37, cây này chơi cặp với 36, cô chú anh chị nó dán nó cũng giống giống nhau ha. Cây này chơi cặp 36 là ok luôn á. Dạ. Tàn vừa tròn luôn, vừa đều nhau luôn cô chú anh chị. Chậu ghép này cũng bự lắm. Ghép này bự hơn tay út em, bằng tay giữa em. Này mình về lấy về cô chú anh chị mình mà ra chợ bán Tết cũng ok lắm á cô chú. Nghe mất lượng tàn ấm tàn luôn nha. Cái này ở chợ bán Tết là ngon lành ha. Dạ. Tại vì tàn đẹp quá mà có dán đó cô chú anh chị. Thân mất lượng luôn. Rồi, em xin số đo ha. Hoành thân là được 17 ha, hơn 17 em đến 17 thôi. Tán ngang là 1m11. Chiều cao cây là 93. Cúc thọ hương mã số C37. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu luôn. 1 triệu chẳng luôn. 1 triệu chẳng luôn. Này trên cặp với cây số 36 là ok lắm nha. Dạ, 38. C38 ạ. Cúc thọ hương luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này thì với cây 35 là một cặp nha cô chú anh chị. Cái này dán lắc. Dạ. Cái dán nó cũng lắc y gan cây 35 đi đó cô chú anh chị. Có một số mặt bông thì cô chú anh chị mình test. Thân lắc là đầy, cây này có củ đế nha cô chú anh chị. Này đế nở luôn cô chú ơi. Đủ tròn do luôn. Hoành thân em đo được 17,5 nè. Củ này được 30. Tán ngang 82.
chiều cao 72, cúc thọ hương mã số C38. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 950 ngàn. 950 thôi cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Cây dáng lông cúc thọ hương. Rồi. 39. Tiếp theo là mã số C39 nè. Cũng là cúc thọ hương, một cây cúc thọ hương luôn cô chú anh chị. Này giờ mình hai cái chậu men đẹp đẹp xíu nữa để bàn khách rồi chơi là ngon lành rồi cô chú. Cây này cái tàn như tàn thông vậy ha. Dáng lắc, cây lắc tàn thông cô chú anh chị. Cây này cũng có củ đế nở luôn nha. Hoành thân trong đó đây được 17 nè. Củ này nở tròn được 25. Tán ngang được 89. Chiều cao cây em ra được 88. Cúc thọ hương mã số C39. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu chẳng nha. Dạ 1 triệu luôn á cô chú. Cây này tàn à, một người ôm thì không hết ha. C40 cũng là cây cúc thọ hương luôn ạ. Dán lắc lường luôn cô chú anh chị. Cây này có chân bỏ chân bỏ đế luôn cô chú anh chị. Thân lắc là có đế, khá đế nha cô chú anh chị ha. Mấy cái chậu ghép của mình là cả từ cái điếu thuốc ăn lên nó út thôi. Hoành thân em đi đo chí này 17 ạ. Cái củ này nở được 24. Tán ngang là 89. Chiều cao cây là 75. Cúc thọ hương mã số C40. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 950 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ 950 ngàn nha cô chú anh chị. Chơi Tết là vui vui luôn nha. 950 ngàn chọn gói mà được cây mai về chơi Tết đã luôn cô chú ơi. Dạ em đã ha. Rồi lên mã số. Dạ C41 ạ. Một cây cúc thọ hương, cây này tài đẹp, cái tàn đẹp tại cô chú anh chị. Cái dáng cũng đẹp, he nó lắc quá trời lắc luôn. Cái cò lắc rất là duyên dáng luôn ha cô chú anh chị, nhưng mà tàn thông luôn nha. Rồi, nhìn rất là thông cây ha. Cây này nhìn có duyên lắm cô chú anh chị. Dạ hoành thân được 16 ha. Nở đây được 20. Tán ngang 1 mét. Dạ chiều cao cây là 98 nha. Cúc thọ hương mã số C41. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu mốt nha. Em bao ship toàn quốc ạ. Dạ 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. Cây này nó già bó hết trơn luôn rồi ha. C40. Cũng là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Cái này cũng tàn thông luôn cô chú anh chị, là thân lắc lượng nha. Cây này mình chơi chung với cây 41 nãy cũng ok lắm cô chú anh chị. Cái đế này ok nha, cái đế này im nha, một bệ. Tán lông lắc lượng luôn. Dạ hoành thân ở đây được 19 rưỡi cô chú anh chị. Cái thước em nó xịn quá. 19 thôi, tính 19 thôi cô chú anh chị nha. 19. Tán ngang là 94. Chiều cao cây là 93. Cúc thọ hương mã số C42. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu mốt nha. Em bao ship toàn quốc ạ. 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. Thử cây thọ hương cây tốt nha. Bo ghép cây này cũng bự luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em nói nha. C43 cô chú anh chị ơi. C43. Số C43. Cũng là cây cúc thọ hương luôn. Bữa nay em giao lưu nguyên lô cúc thọ hương không mất cô chú. Dán siêu siêu lắc lắc. Rồi tàn hứng tàn luôn ha, nút nụ thì bao chai lên cho cô chú anh chị. Cái này là đế một nơi rồi tàn một nẻo nè. Nó lắc về một bên đó cô chú anh chị. Cái này mình ghép có 4-5 bơ mà tàn quá trời luôn cô chú anh chị. Hoành thân là được 17 ạ. Nguyên cái cục bội bệ đế này được 43. Tán ngang là được 90. Chiều cao được 74 ạ. Cúc thọ hương mã số C43. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ạ. Dạ 1 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Cây này nụ quá trời luôn nha. Nhóc chân nụ luôn. Mà trồng ghép cả nó út luôn rồi đó cô chú anh chị. Dạ em đã luôn. C44. Dạ C44 ạ. Cũng là một em cúc thọ hương. Dán lông luôn ha cô chú anh chị. Dán lông luôn nè.
Giáng Long cái tàn cũng tròn vo luôn á cô chú anh chị. Cây được vô dây dặn tàn sẵn trơn cô chú anh chị mình về chơi thôi nha. Này con ghép cũng cả con út luôn nha cô chú. Cái này nó có cái thẹo nhẹ ở đây nó kéo da rồi, nó không ảnh hưởng gì hết, không bị lũa cô chú anh chị nha. Nè. Hoành thân là được 20,5 cô chú anh chị. 8.000. Giờ 83. Chiều cao là 88. Dạ C 44 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,1 triệu nha. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ 1,1 triệu với cô chú anh chị. Đế cũng có nở củ đế nữa nha. Dạ em nở luôn. Nở sớm. C 45 ạ. À. Cây này cũng đẹp nè cô chú anh chị, tàn cũng bự luôn ha. Dạ. Cái chậu ghép là cả từ cái út gần ngọn út của mình rồi hai cô chú anh chị. Nội kim là có luôn nha. Thân lắc nhưng mà form cao nha cô chú anh chị. Đế cái này củ bự ha. Đế này cũng củ hoành kỳ ha. Hoành thân em đo được 19 ạ. À. Nguyên cái đế này coi. 62 ạ. À. 8086. Chiều cao 94 ạ. À. Cúc Thọ Hương mã số C 45. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1,2 triệu nha cô chú anh chị. À, C 46. Dạ, Cúc Thọ Hương luôn, C 46. Rồi, em uống lượng luôn cái. Cái đế này là đặt cứng luôn, đế nở cũ luôn cô chú anh chị. Cũ đặt đặt luôn. Tàn thì tròn tàn hay cái này là muốn đế có đế, muốn thân có thân nè, muốn muốn tàn thì có tàn nè cô chú anh chị. Hoành thân em đo được là 16,5 nha, 16 thôi. Đo củ nở này đi. Củ nở được 28. Tán ngang là được 1 m. Dạ chiều cao là 79. Cúc Thọ Hương mã số C 46, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu ạ, à. Em bao ship toàn quốc. 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, rồi em đổi luôn. Dạ mã số C 47. Cũng là một em Cúc Thọ Hương luôn. Cái lô này cô chú nào có nhà ý mà muốn kinh doanh đi chợ á, cô chú mình chốt đi về bao lời. Giá ưu đãi luôn. Giá ưu đãi luôn. Em này cũng thân nắp đế có củ não luôn nha cô chú nè. Dạ rồi. Hoành thân là được 16 ha. Đó hảo hảo đây là được 39. Tán ngang là được 79. Chiều cao cây là được 85. C 47 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,000,000 ha. Em bao ship toàn quốc ạ. À. 1,000,000 chẳng nha cô chú anh chị. Mã số 4. C 48 ạ. À. Cái này có thoát thân á cô chú anh chị, là lắc lượng luôn nha. Lắc lượng mà thoát thân nó cao ha. Yeah. Cái này giống như cái đế này nhìn cũng ngộ ngộ nè. Nở hậu luôn nha. Này nở hậu luôn. Hoành thân em đó ở đây 18,5. Đó, tổng cái hoành này, tổng cục đế này kìa. Tổng cục đế này được 47. Tán ngang là 96. Chiều cao là 96 luôn. C 48 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,000,000 chẳng ha. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Cái tàn trà đá lửa luôn cô chú anh chị. 1,000,000 chẳng ha. Chiếc nụ kim thì có hết trơn rồi nha cô chú. Dạ rồi, em nhổ cây luôn nha. Dạ mã số C 49 ạ. À. Cây siêu bông. Ủa, cây Cúc Thọ Hương. Trời ơi em nói thiệt chứ em bán siêu bông giết mẹ em ghiền hay gì mà em mở miệng là siêu bông không cả nhà. Ghiền siêu bông mà. Cái gì bị liệu, bán siêu bông biết bị liệu luôn. Cái này chồng ghét cũng bự rồi đó cô chú anh chị, tàn ấm tàn luôn ha. Thân thì lượng lắp luôn đó cô chú anh chị. Dạ, hoành thân em đó ở đây là được 16 ha. Tán ngang là 80. Chiều cao cây là 79. Cúc Thọ Hương mã số C 49, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 950 ngàn ạ. Dạ, 950 nhau hả cô chú anh chị. Đế nở cũng đế thân lắm. Dạ, rồi.
C. 50. C50. Cây này đẹp cô chú anh chị. Tàn bự nữa nha. Cây này là đáng giá đồng tiền nha. Cây này ok, tự nhiên giót chót đâu cây cuối là đẹp vậy. À. Lụm đâu cây này đẹp vậy? Cây này cái chậu ghép á, gần bằng ngón trỏ ngón cái mình đó cô chú anh chị. Thân lắc lượn mà đế đẹp luôn ha. Thân này lắc đẹp ha, đế đẹp ha. Đế giang tay. Chứ không phải chẳng hãng nha. Nó giang tay hoành là 17 à. Cái đế này chị hẻ hai bên này. Nó chẳng hãng ra cô chú anh chị ơi. Dạ tán ngang là 95. Cái này đẹp. Chiều cao là 92 ạ. Cúc Thọ Hương mã số C50. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ạ. Dạ 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Tàn chà bá nữa, cái này một người ôm là không hết cho mấy cô chú. Dạ, mã số C50 thì cũng là mã số cuối cùng của clip ạ. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi hết clip. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình yêu mến xin liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0939134538 ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn quý cô chú anh chị ha.